Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Nguyên Nguyễn Bến Tre đây. Thì sáng hôm nay thì mình lại đi tiếp ba cái combo full drone đi bông. Đó, thì mỗi khay là 15 con máy. Trống thì con nào cũng sẽ như con nào rồi. Thì chủ yếu là mình muốn quay cho các bạn xem cá máy nó như thế nào thôi. Đây là hàng bán theo combo. Và các bạn lưu ý nha, mình đang quay bằng đèn LED điện thoại nè. Với lại là trong cái nền đen cho nên là cái màu của con full drone nó lên rất là ok ha. Đó, thì cá thì mình đã lựa rất là tương đồng cho các bạn rồi, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Đó, thì khay nào cũng như khay nào thôi, thì cứ theo combo thì bên mình sẽ lựa theo lựa cá theo để cho gửi đi cho các bạn. Thì đây là sáng nay anh khách anh lấy ba anh khách này, thì anh lấy của mình là ba combo full gold, mỗi anh là một combo. Và mình nhớ bây giờ là mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà hình như là đơn này là về đâu ta, tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. À rồi thôi, xin phép mình xin không nói luôn, tại vì mình cũng không có nhớ nữa, tại vì hình như là đi cũng khá là xa, đơn là về tới ngoài Quảng Trị, hình như là hai đơn đi Quảng Trị, hai đơn đi Quảng Trị, một đơn đi Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì ba đơn này thì bên mình sẽ gửi qua dịch vụ CGT ship tận nhà cho các bạn luôn, tại vì là khu vực của các anh này, các anh khách này thì không có xe phương trang, cho nên là mình không có thể nào mà gửi phương trang cho anh được, chỉ có thể là một cách duy nhất là chỉ có thể ship qua CGT cho anh thôi, giao tận nhà. Thì ship CGT là bên mình sẽ thu tiền cá trước bằng hình thức chuyển khoản, và cái tiền ship là mình sẽ để cho shipper thu khi mà shipper giao giao cá đến cho các bạn rồi, thì shipper sẽ thu cái tiền ship, ví dụ 40-50 ngàn gì đó. Còn cái tiền cá của các bạn đã thanh toán cho mình rồi thì sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào hết, chỉ trả cái tiền phí ship cho shipper thôi. Đó, thì mình xin lưu ý các bạn nha. Đó. Còn gửi xe, nếu mà gửi xe phương trang thì các bạn sẽ thanh toán cho mình luôn tiền phí ship cộng tiền cá, để bên mình khi mà gửi ra ngoài nhà xe rồi thì bên mình sẽ trả luôn cái phí ship cho các bạn. Khi mà hàng đến các bạn chỉ cần mang chứng minh nhân dân ra trạm để nhận thôi, và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào hết. Đó, các bạn lưu ý giúp mình nha. Rồi, thì ở đây là ba cái khay nè. Đó, thì cá máy đều là cá máy hết, máy đi bông. Thì mỗi khay là 15 con, là 15 cặp. Đó, combo số 2 là 15 cặp full gold đi bông. Thì mình đang bán hiện tại là cá mình cũng sắp hết rồi, cho nên là mình sẽ khi nào mà hết á, mình chắc là mình sẽ thông báo trên Zalo hoặc là mình sẽ đăng trên kênh YouTube để cho các bạn được ngắm ha. Thì các bạn nào mà cần thì có thể liên hệ với mình sớm nhất có thể nha, chứ để nhiều khi hết cá rồi thì bên mình sẽ không nhận đơn các bạn nữa. Rồi, ok. Rồi, thì đây là cá trống nha các bạn, vừa có trống gen vừa có trống đi bông luôn. Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn ha. Thì trống này hiện tại cái màu của ngoài thực tế của nó giống như là nó màu ánh kim thôi, chứ nó không có vàng gì đâu các bạn. Tại vì không hiểu sao quay vô cái đèn LED điện thoại mà bỏ vô trong nền đen nữa, nhìn con trống cái màu nó ảo diệu thiệt chứ, nhìn nó vàng tươi luôn. Nhưng mà thật ra thì cái màu thực tế của nó thì nó sẽ không có vàng gì đâu, nó kiểu như nó màu ánh kim thôi. Thì mình đang soạn cái ba cái combo full gold ghi bông cho anh khách. Thì có một bạn mới vừa chốt với mình một cái combo 30 cặp full gold gen 420 ngàn. Đó, thì đây là cá trống nè. Đó, trống thì có sen kẻ, trống gen, trống ghi bông lộn xộn ở trong đây luôn. Đó. Đó, rồi ok, thì giờ quay cá trống cho bạn xem ha. Cái trống thì con nào cũng như con nào thôi. Rồi, thì giờ mình sẽ đóng cái đơn gen này. Đợi xíu em quay mấy con gen cái. Rồi, gen đây. Combo này là combo 30 cặp nha, 30 cặp gen thì của anh khách ở Lâm Đồng. Rồi, trống máy thì nói chung là mấy con trống thì con nào cũng như con nào thôi, chủ yếu là máy á. Rồi xong, thì một bịch này là 10 con, ba bịch này là 30 máy. Với lại là trống thì cũng vậy, trống thì cũng 10 con một bịch, ba bịch trống nữa thì tổng cộng thùng là 6 bịch. Rồi, cho vô luôn. Đây là ở dưới đáy đó, mình có lót một ít báo để cho giữ ẩm trong cái thùng xốp, thì cái này là còn dư, cái này để một lát á. Mình lấy băng keo mình quấn, mình cố định nó trong thùng mình luôn, cho nó mấy cái bịch này nó đừng có chạy như vậy chứ. Rồi. Rồi thì đáng lẽ ra thì mình quấn băng keo để mình cố định lại con này, rồi mình ở đây là giờ dư bịch này quá à các bạn, đóng bịch hơi không gì luôn nè, cho nó chèn lại cái khúc này. Rồi này chắc thêm bịch nữa đi anh, hay gì quấn băng keo từ đây qua đây để cố định cái thùng lại, còn cái này là mình chơi vậy luôn rồi cho nó vừa luôn, tại vì cái thùng này nó tới mình để tới hai lớp rồi, đáng lẽ ra là 8 bịch đó, thì nó còn dư cái khoảng trống này, chứ nếu mà giờ không chim lại thì nó mấy cái bịch nó sẽ chạy tới chạy lui, cá nó bị đừ lắm.
cho nên là mình sẽ kim lại xíu vậy. Rồi thì một xíu ở trên cái lớp mặt này mình sẽ lót một ít báo ẩm vô cho cái thùng nó mát nhất có thể ha. Rồi xong thì mình đã cho vô thùng xong hết rồi. Thì có cái đơn này là 15 cặp ri ông. Thì mấy cái bịch này là mấy cái bịch không các bạn, để mình chim thùng thôi chứ không có cá ở đây. Đó thì đơn này thì anh lấy là 15 con trống gen hết. Thì đơn này của anh hình như là anh bên cạnh của anh chị á, là anh lấy trống gen hết, 15 trống gen với lại 15 mấy ri ông. Còn đơn này là 30 cặp gen đi Lâm Đồng Bảo Lộc. Đây là cũng là 15 combo 15 cặp ri ông. Đó, 15 cặp ri bông thì trống ri bông, trống gen xen kẽ. Thì ở đây cũng vậy, là combo 15 cặp thì cũng trống ri bông, trống gen xen kẽ. Thì máy thì 15 con máy ri bông hết. Thì cái nào cũng vậy chứ. Cho nên là đơn này là một đơn đi Củ Chi, một đơn đi Quảng Trị. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đóng và mình sẽ đi gửi luôn.